Ok, thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mình kết nối qua cái tính năng NFC từ máy ảnh Canon sang các dòng điện thoại, smartphone. Thì như chúng ta đã biết này, thì các dòng máy ảnh đời mới của Canon, những cái dòng máy ví dụ như là dòng con 6D2 này, nó sẽ có cái tính năng kết nối Wi-Fi, nó rất là tiện, giúp anh em có thể mình chuyển ảnh trực tiếp từ máy ảnh sang điện thoại và có thêm cái tính năng điều khiển từ xa. Tuy nhiên thì như rất nhiều bạn gần đây cũng có thắc mắc, cũng có đặt câu hỏi với chúng mình là trong cái quá trình mình sử dụng cái kết nối Wi-Fi này thì có nhận thấy như này, thứ nhất này là cái kết nối này để mình thiết lập ấy, nó rất là khó, nó rất là lằng nhằng. Nhiều khi mình không nhớ được tất cả các bước nên mình bị kết nối sai rất là nhiều này. Thứ hai là cái kết nối này nó cũng không được ổn định này, có lúc kết nối được, có lúc không. Có thậm chí là đã thiết lập được kết nối rồi thế nhưng mà không chuyển được ảnh, nó rất là mất ổn định. Thế nên là ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến anh em một cách kết nối nữa, nó cũng rất là nhanh, rất là tiện này và được đặc biệt là rất ổn định, giúp anh em thể chuyển ảnh nhanh từ máy ảnh sang điện thoại. Thì có một điều anh em cần phải lưu ý nhá, thì cái tính năng này, tính năng kết nối NFC này thì sẽ chỉ có mặt trên một số những dòng máy của Canon. Nếu anh em nào mà có thể mình không biết là con máy của mình nó có cái tính năng này không, thì thứ nhất mình hãy thử nhìn ở cạnh các con máy của mình ấy, mình xem là có cái logo hình cái hình vuông mà có chữ N đằng trong này không này, thì tức là con máy đấy nó sẽ là có cái tính năng kết nối NFC. Và thứ hai thì chúng ta sẽ cùng vào menu, chúng ta cùng thử xem. Anh em tìm đến phần Wireless Communication này, ở trong cái phần menu Play này, chúng ta vào này. Chúng ta bật cái kết nối Wi-Fi, chúng ta để là Enable này. Và đây nhá, anh em phải nhớ nhá là phải có cái chữ NFC Connection này, nó phải có cái chữ này thì tức là con máy của mình nó có hỗ trợ NFC. Và đương nhiên chúng ta phải bật Enable này lên. Thì mình đã bật cái kết nối Wi-Fi và NFC của con 6D2 này lên này, mình thử chụp một tấm này. Đấy, mình chụp thử con gấu này. Thì làm sao để kết nối NFC được với một con máy ảnh Canon? Thì đầu tiên chúng ta có một cái điện thoại smartphone này, anh em dùng Android hay là iPhone thì đều sẽ có hỗ trợ cái tính năng NFC này. Chúng ta bật cái hỗ trợ bật NFC lên này, như ở đây mình bật cái kết nối NFC trên con máy điện thoại mình lên. Tiếp theo chúng ta vào cái app Camera Connect của Canon này. Và anh em nhớ này, khi mà chúng ta muốn kết nối cái kết nối NFC này thì chúng ta sẽ áp cái mặt lưng của con máy này vào bên cạnh con điện thoại. Đấy, thấy không? Chưa gì là nó đã nhận kết nối này. Rất là đơn giản đâu, anh em không phải nhập password này, không phải chọn thiết bị, không phải reset hay sửa thứ, nó rất là lằng nhằng. Ở đây nó hỏi mình là có kết nối không này, kết nối này. Ở trên máy ảnh nó cũng sẽ có hộp thoại nó bảo mình là kết nối này. Thì ngay lập tức mình đã vào đây, mình sẽ có thể mình lấy ảnh được này. Ví dụ cái ảnh vừa rồi mình chụp con gấu ấy, mình có thể mình import này. Đấy, mình có thể mình chọn cái những cái chất lượng này. Ok này. Đấy, nó sẽ chuyển rất là nhanh. Cái kết nối NFC này mình đánh giá là cái tốc độ chuyển ảnh của nó nhanh hơn so với cái kết nối Wi-Fi truyền thống. Đấy, mình đã chọn. Đấy. Đấy nhá anh em nhá, nó rất là tiện. Thì nếu như mà anh em nào mà có thể mình không rõ là con máy của mình nó có hỗ trợ cái kết nối NFC này không này, thì mình có thể mình thử lên, mình lên mạng mình tìm cái thông số con máy đấy, mình xem là con máy đấy nó có cái chữ NFC trong phần kết nối không dây không. Hoặc là mình xem lại lần nữa nhá, là mình nên xem là ở phần cạnh con máy nó có cái chữ NFC hoặc là có cái hình vuông có chữ N bên trong này không. Thì con máy nào mà có cái logo này thì tức là nó có hỗ trợ. Ok, thì đấy là mình vừa hướng dẫn anh em cách để mình kết nối NFC giữa máy ảnh Canon và điện thoại smartphone. Thì có thể trong thời gian tới mình sẽ cố gắng mình lên cái video hướng dẫn anh em cách để kết nối với các dòng máy ảnh của Fujifilm này, của Sony hoặc là của Nikon. Những dòng máy cũng có một số dòng máy cũng có cái tính năng kết nối NFC rất là tiện lợi như này, như cái con máy 6D2 này. Thì ok, nếu anh em có bất cứ câu hỏi nào trong quá trình mình thử sử dụng cái tính năng này, mình có thể là mình không biết, không rõ cái bước nào, hoặc là mình dùng mình không thấy nó được như ở trong video mình hướng dẫn ấy, thì hãy để câu hỏi dưới phần bình luận nhá, để chúng mình có thể hỗ trợ anh em một cách nó nhanh và nó chính xác nhất. Ok, thì nếu anh em cảm thấy những cái video hướng dẫn tính năng này nó hay và hữu ích, có thể để một like, kèm một sub để đón xem cái video tiếp theo của chúng mình có cái nội dung giống như này nha. Ok, nếu anh em có quan tâm đến thông tin của dòng Canon 6D2 hoặc là con kính 51.8 FTM như là trong video này, thì hãy truy cập đường link cho phần mô tả để đến fanpage của máy ảnh Quân đội để chúng mình có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn dành cho các anh em nha. Xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.